Cách đây mấy hôm thì Microsoft ra mắt một cái phụ kiện dành cho dòng Surface, đó chính là chiếc Surface Thunderbolt 4 Dock. Mình nghĩ rằng với sự ra mắt của phụ kiện này thì tất cả những phiên bản Surface sắp tới có lẽ rằng Microsoft sẽ bỏ đi toàn bộ cổng Surface Connect. Tại vì sao? Chúng ta bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu lý do mà Microsoft ra mắt cái phụ kiện Surface Thunderbolt 4 Dock này. Mình nghĩ rằng lý do thứ nhất đó chính là cổng Surface Connect thế hệ đời trước nó đã bị giới hạn sức mạnh rất là nhiều. Nó không có cổng Thunderbolt này, nó khiến cho những chiếc máy của chúng ta ấy không được put ra bên ngoài, kết nối bên ngoài. Toàn bộ sức mạnh nó bị giới hạn khá nhiều bởi cái cổng Surface Connect. Nên Microsoft ra mắt phiên bản này để có thể thay đổi, để có thể nâng cấp cho nó khác biệt hơn. Lý do thứ hai là cổng Surface Dock 1, Dock 2 nó không tương thích ngược đối với cả các thiết bị không phải là Surface. Ví dụ như anh em muốn bán phụ kiện dành cho những thiết bị khác thì không được, đúng không? Chiếc Surface Dock 1, Dock 2 nó chỉ kết nối được với cả những thiết bị Surface qua cổng Surface Connect mà thôi. Còn đâu muốn mua này, muốn bán được phụ kiện cho các hãng thứ ba như là Dell, Acer, Asus thì không thể. Đó là hai lý do chính mà mình nghĩ rằng Microsoft ra mắt cái Surface Dock này. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thông số của chiếc Surface Thunderbolt 4 Dock này nhá. Nó mỏng hơn, nó nhẹ hơn 1/2 so với thế hệ cũ. Trọng lượng của nó chỉ là 410g thôi. Và nó tương thích được mọi thiết bị có cổng Type-C anh em nhé. Anh em nghe rõ, mọi thiết bị có cổng Type-C. Còn đối với cả riêng dòng Surface ấy, thì nó có thể kết nối Thunderbolt với cả laptop 5 này, Pro 8, Pro 9 này, Surface Laptop Studio này, là nó có thể nhận được full Thunderbolt hết. Và nó có thể xuất ra được hai màn hình 4K chuẩn 60Hz. Còn đối với tất cả những sản phẩm có cổng Type-C mà không chuẩn Thunderbolt, ví dụ như là Surface 7 Plus, Surface Pro 7 này, laptop 3, laptop 4, nói chung là những thiết bị mà có cổng Type-C nhưng mà không có chuẩn Thunderbolt ấy, thì anh em vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên ấy, tốc độ truyền tải dữ liệu này, các thứ nó sẽ bị thấp hơn này, và nó chỉ xuất được duy nhất một màn hình 4K mà thôi, thay vì hai màn hình 4K như là những chiếc máy có sẵn Thunderbolt. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phụ kiện Surface Thunderbolt 4 Dock này, nó có những cổng kết nối gì nhá. Anh em sẽ có một cổng sạc cung cấp nguồn điện 165W và có thể xuất 96W vào chiếc Surface được. Nghĩa là nó sẽ giúp cho chiếc Surface của anh em có thể sạc nhanh được với tốc độ là 96W. Còn những cái nguồn điện còn lại nó sẽ chia đều cho các cổng kết nối. Tại vì anh em biết rồi đấy, có rất nhiều cổng kết nối để cắm vào nên nó sẽ tiêu thụ rất nhiều điện. Anh em sẽ có một cáp Thunderbolt 4 dài 80cm có đèn LED để thông báo sạc. Ở mặt trước thì có hai cổng kết nối, đó là một cổng USB-A có tốc độ là 3.1 Gen 2 và một cổng USB Type-C chuẩn Thunderbolt 4 có thể xuất ra được cái màn hình 4K như mình chia sẻ ở trên. Ở mặt còn lại thì có rất nhiều cổng kết nối, anh em sẽ có hai cổng USB-A chuẩn USB 3.1 và hai cổng USB Type-C cũng chuẩn Thunderbolt 4 nữa. Và bên cạnh đó là cổng Ethernet để anh em có thể truy xuất dữ liệu một cách nhanh, đồng thời có luôn cả jack cắm tai nghe 3.5. Về mức giá của cái Surface Connect Dock này thì chúng ta sẽ có mức giá khoảng 299 đô. Nếu mà tính cả ship này, cả về Việt Nam nó rơi khoảng tầm 10 triệu. Anh em thấy sao về cái phụ kiện này? Có thể bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Đây là một cái phụ kiện rất là hay, rất là ngon, đồng bộ với cả những thiết bị Surface, từ thiết kế cho đến công năng sử dụng. Ngoài ra với cái Surface Dock Thunderbolt 4 này, anh em có thể sử dụng thoải mái. Nếu mà anh em không sử dụng Surface vẫn có thể mua được, tại vì nó kết nối qua cổng Type-C chứ không phải giới hạn như là Surface Connect đời trước. Rồi, anh em hãy ấn like, ấn đăng ký để ủng hộ Đăng Vũ nếu video này hay hữu ích nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.